Vâng, những hình ảnh rất là vấn tanh, rất là ảm đạm của Sliman Quy Nhơn. Dự án có quy mô lên đến là 112,95 hecta, triển khai các dòng sản phẩm biệt thự, shophouse, condotel và khách sạn 6 sao cao cấp. Nhưng hiện tại vào giữa tháng 12, sau khoảng một tháng tổng tập đoàn HDTC xảy ra biến cố, thì hiện nay Sliman Quy Nhơn vẫn như chùa Bà Đanh, rất là buồn luôn các bạn. Đây là toàn cảnh công trường Sliman Quy Nhơn tại biển Nhân Lý. Vâng, những hình ảnh rất là buồn và ảm đạm của khu đô thị cả tỷ đô này. Vâng, dự án du lịch nghỉ dưỡng Sliman Quy Nhơn được đầu tư và phát triển tại điểm du lịch số 3, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đặc biệt còn nằm trên tuyến du lịch Nhân Lý Cát Tiến, đối diện là bãi biển Nhân Lý xinh đẹp, có nhiều hạ tầng đồng bộ phát triển xung quanh như quốc lộ 19B, sân bay Phù Cát và vùng đất vàng phát triển mạnh mẽ về du lịch hạ tầng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư nghỉ dưỡng hấp dẫn. Xung quanh đại đô thị còn có công viên sở thú hoang dã, sân golf đẳng cấp được phát triển bởi tập đoàn FLC, hay các điểm đến du lịch hàng đầu như Kỳ Co, Eo Gió, Bãi Trung Lương, Cù Lao Xanh, chắc chắn sẽ mang đến nhiều khám phá, trải nghiệm thú vị cho quý khách có kỳ nghỉ tuyệt vời cùng gia đình mình. Trong khi thì các khu đô thị khác trong dịp cuối năm thì các công nhân tất bật làm việc để mà hoàn thành mục tiêu cuối năm của mình, thì Sliman Quy Nhơn gần như là tê liệt và không có hoạt động gì nào cả. Toàn bộ các công nhân đã nghỉ việc ở đây gần một tháng. Đây là những hình ảnh được Quy Nhơn City quay lại vào giữa tháng 12 năm 2003 tại khu đại đô thị Sliman Quy Nhơn tại xã Cát Tiến, thành phố Quy Nhơn.